Thưa quý khán giả, đây là khung cảnh được ghi nhận vào tối qua trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội. Chiếc xe chẳng có gì độc lạ và bên trong cũng chẳng phải là người nổi tiếng. Nhưng mà hành động của người trong xe thì đúng là hồi nào tới giờ mới thấy. Thay vì chấp hành việc đo nồng độ cồn, tài xế lại chây ì suốt 3 tiếng đồng hồ và một mực đòi cảnh sát giao thông phải trình ra kế hoạch chuyên đề kiểm tra. Tối qua, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra tại nút giao Lê Trọng Tấn, khu đô thị Bắc City, Hà Đông. Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế VDN 28 tuổi trú tỉnh Phú Thọ dừng ô tô đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành mà yêu cầu cảnh sát giao thông cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác. Lực lượng chức năng cho biết người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề vì đây là kế hoạch mật do công an thành phố ban hành, nhưng anh N tiếp tục chây ì. Người đàn ông này liên tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng, kêu gọi người khác đến chốt kiểm tra để giúp sức. Anh còn dùng những người đi cùng xe gồm hai phụ nữ và hai trẻ em để gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Đến 0 giờ khuya, cảnh sát niêm phong phương tiện và cẩu kéo xe về bãi tạm giữ. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Cuộc đời luôn có những điều trái khoái. Một tài xế xe sang chửi bới, nhổ nước bọt vào người khác ngay trên đường vành đai 3 Hà Nội và một chiếc xe biển xanh ngang nhiên lấn làn ngược chiều. Hai câu chuyện lạ đời ở thủ đô nhưng lại có chung một kết cục. Mạng xã hội mấy ngày trước xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông chặn đầu xe ô tô đang di chuyển cùng chiều. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, người đàn ông liền nhổ nước bọt vào trong ô tô. Sự việc gây ung tắc cho tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Linh Đàm, Hà Nội. Chủ nhân video còn cho biết có thể tài xế xe Porsche có hơi men trong người, cố tình đi vào làn khẩn cấp, xin vượt mà vượt không được nên mất kiểm soát. Liên quan sự việc, cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp các đội nghiệp vụ xác minh làm rõ. Trước đó, theo phản ánh của người dân, vào chiều ngày 10 tháng 2 trên phố Âu Cơ, xe ô tô biển xanh 29A-15689 thường xuyên lấn vào làn đường ngược chiều. Đoạn này có lòng đường khá hẹp và đang thi công mở rộng. Vì phương tiện cố tình vượt trái lấn sang làn đường ngược chiều khiến tuyến đường ùn tắc một hàng dài. Cảnh sát giao thông triệu tập tài xế trên tinh thần xử lý nghiêm, nhưng do người này đi công tác nên vẫn chưa có mặt để làm việc. Giữa hai câu chuyện này có điểm chung đó là đều vi phạm luật giao thông đường bộ, gây trở ngại và nguy hiểm cho người khác. Chặn đầu xe, nhổ nước bọt là không tôn trọng người khác, lấn làn ngược chiều gây nguy hiểm và có thể dẫn tới tai nạn. Dưới góc nhìn pháp luật là vậy, nhưng ở khía cạnh khác, cả hai hành vi đều không đúng chuẩn mực và chậm quá giao thông.